Xin chào các bạn, mình đang có mặt ở Quảng Châu để tham gia một cái hội chợ triển lãm nhạc cụ. Và hôm nay mình sẽ đi review cũng như là cho các bạn xem tất cả những cái loại nhạc cụ liên quan đến sáo điện tử. Thank you. Đây, có rất là nhiều loại sáo điện tử khác nhau này, mình sẽ trải nghiệm từng loại và tất cả mọi thứ cho các bạn xem. Đây, rất đông và rất nhiều kèn này. Mình sẽ đi cho các bạn xem từng loại một nhá. Có nhiều quán 8 hơn. Đây là một phiên bản cao hơn, khá giống Iwi Solo. Đây sản phẩm lớn hơn này. Hai cây này có vẻ lớn hơn và có vẻ như nó hay hơn một chút. Còn một cái cây ở bên trong là khá giống cái Sauron SR6000. Đây cho bạn xem. Đây có cái cây này là hình thức khá giống SR6000. Quá nhiều sản phẩm giống nhau luôn các bạn ạ. Electric Blow Pipe. Đây là mã DCG9000 này. Mình lại đến quầy của Nuss. Đây là Nuss NS1. Đây là cả tổng cộng cả 3 màu của nó nhá. Đây màu xám này. Màu đỏ này. Và màu trắng. Có vẻ màu xám là đẹp nhất các bạn ạ. Màu xám đẹp nhất. I have a list. Ok. Anh em ơi, ở đây là trưng bày cả một núi sản phẩm này. Akai này, Roland này, Iwi 4000 này, Iwi 5000 này, Iwi Solo này. Và bên này là có dòng của AC966 này, Yamaha Wideset 150 này, một cái hãng mới này, Akai và Sauror. Rất nhiều sản phẩm. Giờ mình xem là cái sản phẩm nào mới là mình sẽ chơi thử. AC966 mình đã chơi rồi. Yamaha Akai Iwi 5000 và SR mình đã chơi rồi. Còn dòng này có vẻ là dòng mới này. Dòng này dòng mới khá giống 5000. Đấy. Các bạn đi nhìn là những cái cây khá giống 5000 rất nhiều luôn. Iwi 5000 trắng này. DK9968. Cái này không mới này, Daiku. Rất nhiều hãng khác nhau, Daiku này. Wow. XP3000 này. Roland này, Roland Aerophone Mini này. Dòng này dòng mới này. Rất nhiều dòng. AE05 Cool Music, không biết là cái cây nào. Ở đây là các anh em nghệ sĩ đang chơi. Anh em nghệ sĩ ở đây đang chơi. Xem mà chơi cái gì nhá. M200. Hãng tên là Men à. Con M200 mà các anh ở bên kia anh đang chơi kìa. Anh em ơi, ở đây có 6 bầu điện tử nhá. Đây là 6 bầu, hình thức 6 bầu nhưng mà là 6 bầu điện tử nhá, không phải 6 bầu đâu. Đây là 6 bầu. Nhưng mà đằng sau là cổng âm thanh này, tai nghe này. Này chắc hết pin rồi. Ở đây rất nhiều nhạc cụ nhé. Cái rắc âm thanh 6 ly là nó cắm ở đằng sau này. Rắc 6 ly ở bên trong. Đây, chào anh em nhá. Đang gặp sếp Mạnh ở các bạn Trung Quốc nhá. Tình cờ là anh em tôi đi sang thăm các bạn mà anh em tôi gặp nhau ở đây. Gửi lời chào trân trọng nhất đến các bạn, một lời chào thân ái nhất.
Daiku. Mình thử xem Daiku nó như thế nào. Nó cũng không biết là nó có tốt hay không. Cái nút nguồn của nó rất là lệch ấy. Một dòng mới như là một cây trumpet luôn này. Thử thêm dòng khác nha. Dòng này là T-Max. T-Max 500 Plus. Hàng gì không biết đây. CGDS. Nhìn đẹp thôi các bạn, nhìn thú vị thôi. Bây giờ thì mình đang ở gian hàng của Heisen. Chắc phiên dịch không đúng. Đây là những sản phẩm của họ này. Heisen, đây là sản phẩm vừa ra mắt. Còn đây là sản phẩm cũ. Mình cũng vừa trải nghiệm cái sản phẩm này ở bên trong rồi. Giá của nó khá cao, khoảng 14 triệu. Thì cái tầm giá đấy thì cái có nhiều cái sự lựa chọn tốt hơn, mình nghĩ vậy. Rồi, mình sẽ đi xem tiếp nha. Thêm một gian hàng nữa các bạn ạ. Đây này, họ có trưng bày cả Akai này, 5000 Solo Sound Raw. Rồi ở đây mình thấy có hai hãng mới. Đây là China First Cup. Tiếp theo một loại sáo điện tử nữa đến từ Harmonix. Morning. Có 3 quang 8 đây các bạn. Có cả Ben. Morning. Đây dòng to của Morning. Cái này dòng to nó lại không phải là cơ chế con lăn mà nó chỉ là cái thanh thép thôi. Thanh thép để giữ ở đây thôi. Thì khi mà trượt lên trượt xuống nó sẽ hơi bị rít một chút. Đây các bạn ạ, có rất nhiều sản phẩm mà cực ồn luôn các bạn nhá. Nhà nào ở đây là khu trống rồi, nhà nào cũng đánh đã liên tục luôn. Rồi đây là loa sáo điện tử các bạn này. Loa này thì nó làm bằng vỏ nhựa. Thì thấy anh em ở đây bảo là có cái dòng bên trên này nó sẽ tốt hơn bởi vì nó làm bằng vỏ gỗ. Và nó có nhiều cổng hơn, nhiều hệ thống hơn. Mình đang lấy thử một con này về để cho các bạn xem nhá. Một con màu đỏ luôn. Đây là quầy hàng của Cool Music các bạn. Cool Music Apple. Ở đây có mấy cây nữa này. Đây cái dòng này mình cũng bỏ qua. Hãng Konix. Đây mình lại đến một quầy nữa. Đây là hãng của Eno. Eno 8608 này. 608, 608, 609, 608S và 608S. Đây dòng của Eno nhé. Eno. Chỉ chơi được 3 quãng 8. Có cái Ben. À chỗ này chưa giữ tay. Hay quá. Ồ, đây mình lại thấy con Y8 này. Partner Y8. Đấy, trên mạng mọi người dùng nhiều. Hôm nay có vẻ không thích lắm. Ở đây là có một cái hãng Amazon. Là có hai cây nhá. Amazon AE3000. Đây là AE3000 và AE500. AE3000 là nó giá là gần 5000 tệ. 5315 nó sẽ bằng với cả cái cây Akai V5000 nhá. AE3000. Cái cảm biến cắn của nó các bạn xem này. Nó có tiếng tách tách ấy. Cảm biến này nó là một cái nút bấm. Thì nó không có cảm nhận được nhiều cái cấp độ của mình, nó chỉ biết là mình cắn hay không cắn thôi. Anh em nhìn thấy đang là gian hàng của Homey. Homey 9.
mình có review rồi. 966 này.